Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không ngừng lợi dụng tình hình đất nước để tung ra những luận điệu sai trái, kích động dư luận. Một trong những chủ đề được chúng đặc biệt quan tâm là công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những câu hỏi đầy ý đồ tiêu cực như công cuộc chống tham nhũng hậu Nguyễn Phú Trọng đốt lò vẫn duy trì hay sẽ biến tướng, và cuộc phòng chống tham nhũng này sẽ trở thành công cụ tranh giành quyền lực. Vâng, những lời đồn đoán này không chỉ nhằm gây hoang mang trong nhân dân, mà còn cố tình tạo ra sự nghi ngờ, mất niềm tin vào các lãnh đạo của đất nước. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy hay không, khi mà thực tế cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm, người kế nhiệm vị trí này, đã không ngừng tiếp tục và mở rộng công cuộc phòng chống tham nhũng trên quy mô toàn quốc. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư, bác Tô Lâm đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong việc đưa cuộc chiến chống tham nhũng từ trung ương lan rộng tới từng địa phương. Điều này đã tạo nên một bước tiến mới giúp làm trong sạch bộ máy nhà nước, không chỉ ở cấp cao mà còn từ cấp cơ sở, nơi mà nhiều người vẫn nghi ngờ rằng những tham nhũng vặt khó bị phanh phui. Lâu nay, có không ít người dân vẫn cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ tập trung vào những vụ tham nhũng lớn ở trung ương, trong khi các địa phương, nơi sâu mọt và tiêu cực vẫn đang còn tồn tại nhan nhản lại ít được chú ý. Vậy, có thật sự là Tổng Bí thư Tô Lâm sử dụng công cuộc chống tham nhũng biến chúng thành công cụ tranh giành quyền lực hay không? Và cuộc phòng chống tham nhũng này đã lan rộng tới các địa phương như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Vâng, một số nhận định len lỏi trong các phần tử chống đối cho rằng chống tham nhũng là đấu đá và loại bỏ các phe cánh không ăn cánh với mình, thậm chí còn được sử dụng như công cụ để đấu đá chính trị. Tới đây việc chống tham nhũng sẽ trở thành cao trào đấu đá lẫn nhau rất thô bạo. Nhưng thực tế cho thấy đó là một nhận định sai lầm. Bấy lâu nay, chúng ta chỉ quan tâm tới những vụ án lớn mà ít khi để ý tới những tin nhỏ, tin vặt. Đó cũng là xu hướng của con người. Với công cuộc phòng chống tham nhũng, Việt Nam đã thực hiện sâu sát từ trung ương tới địa phương. Từ khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực từ tháng 2 năm 2013, từ đó đã lôi ra rất nhiều sâu mọt, nhổ đi nhiều ung nhọt hại nước hại dân. Nhưng cũng vì thế, công cuộc đốt lò trở nên mạnh mẽ và tiêu diệt cả củi mộc, củi khô, củi tươi, củi quý từ trung ương, khiến người ta để tâm nhiều và làm dậy sóng dư luận mà ít khi để ý đến tình trạng tham nhũng vặt ở cấp địa phương bị xử lý như thế nào. Thực tế, tham nhũng vặt ở địa phương khá tràn lan, nhưng người dân thường bỏ qua vì cho nó là nhỏ nhặt. Nhưng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, tham nhũng là hành vi ăn cắp của công, của riêng của người ta hay của nhân dân. Lấy của công làm của tư là gian lận, tham lam là không tôn trọng của công. Của công chính là mồ hôi, nước mắt của đồng bào làm ra, do xương máu của chiến sĩ làm ra. Trước đó, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri vào ngày 18 tháng 7 năm 2015 rằng đi làm gì cũng phải phong bao, phong bì, lót tay, gợi ý. Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu, chứ không phải chỉ có tham nhũng lớn. Và giờ đây, Tổng Bí thư Tô Lâm, người từng đứng đầu Bộ Công an điều hành đất nước, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tham nhũng theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2024, hàng loạt vụ án từ cấp địa phương đến trung ương đã bị phanh phui, đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh. Những con sâu mọt từ lâu ẩn nấu ở mọi cấp độ đã không còn nơi ẩn náu. Và điều này chỉ ra một sự thật rõ ràng, cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm không hề dừng lại ở trung ương mà đã lan tỏa mạnh mẽ, quyết liệt đến từng ngõ ngách của đất nước. Tuy nhiên, việc ít người dân cập nhật tình hình thường xuyên có thể dẫn đến sự thiếu thông tin về quy mô và sức mạnh của chiến dịch này. Chúng ta cũng biết cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Tổng Tư lệnh chiến dịch này, thì Đại tướng Tô Lâm trước đây là Tư lệnh chiến trường. Giờ đây, ông tiếp tục nối sự nghiệp của bác Trọng để thổi bùng ngọn lửa chống giặc nội xâm. Nếu như nhiều kẻ cho rằng công cuộc đốt lò này là công cuộc thanh trừng đối thủ, đấu đá nội bộ thì đó là hoàn toàn sai lầm. Vì nếu như vậy thì không cần phải thanh trừng xuống tận địa phương mà chỉ cần đánh trên trung ương là đủ. Nhưng không, chúng ta phải nhắc lại sự việc khi mà Tổng Bí thư Tô Lâm chưa nhận chức, công cuộc đốt lò đã lan rộng đến từng ngóc ngách ở địa phương. Và minh chứng qua nhiều vụ việc dưới đây, chúng ta sẽ cùng điểm lại những vụ án nhỏ.
tham nhũng vặt ở cấp địa phương từ đầu năm đến nay để thấy rõ vấn đề này là không phải thanh trừng để tranh giành quyền lực. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu vụ án khởi tố tạm giam giám đốc sở và nguyên giám đốc sở tỉnh Hà Giang. Như thông tin truyền thông đã đưa, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng là lãnh đạo trưởng phòng tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Một là ông Nguyễn Thế Bình, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Hai là ông Vũ Văn Sử, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Ba, đồng thời khởi tố nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính và nguyên kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Cụ thể, Công an tỉnh Hà Giang cho biết vào ngày 16 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thế Bình, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong quá trình mua sắm thiết bị cho các trường học vào năm 2019 và 2020. Ông Bình đã có những sai phạm cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng và mua sắm không theo quy định Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ngân sách nhà nước. Hành vi này có dấu hiệu của tội vi phạm quy tắc về quản lý sử dụng tài sản nhà nước được quy định tại khoản 3 điều 219 của Bộ luật Hình sự. Cùng trong vụ án này, trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, nguyên giám đốc Sở Vũ Văn Sử và nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Trần Tiến Bằng đã bị khởi tố và tạm giam 4 tháng với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Và trước đó, ngày 16 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính Vũ Thị Thanh Huyền và nguyên kế toán Vũ Thị Thu Hòa cũng với cùng cáo buộc. Các đối tượng này đã bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp vào hoạt động đấu thầu từ năm 2017 đến năm 2020. Trong quá trình mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường công lập tại các vùng khó khăn, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Và vụ án hiện nay vẫn đang tiếp tục điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật. Vâng, như vậy mới thấy những người làm trong ngành giáo dục vốn được coi là người dạy đời, dạy người và là người gieo mầm non cho tương lai đất nước, nhưng lại rơi vào vòng xoáy ham muốn, thiếu lương tri và phẩm giá, chỉ biết lợi dụng cơ hội để kiếm trác. Thật là đáng buồn và đáng lo ngại khi những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục và mang lại giá trị đạo đức lại sa ngã vào con đường tiêu cực như vậy, làm tổn hại không chỉ đến bản thân họ mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của xã hội vào ngành giáo dục. Và vụ án thứ hai đó là vụ án tại tỉnh Bắc Ninh. Có thể nói tham nhũng vặt như tổ mối nhỏ làm vỡ con đi to, thậm chí đến những người quyền cao chức trọng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh ủy cũng vướng vào lao lý. Hành vi tham nhũng vặt bị nghiêm cấm đối với đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Thế nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn không thể tỉnh táo, đứng trước những viên đạn bọc đường thì quên đi những chức tước, những cố gắng thành tựu cũng có đủ sức để leo lên. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, theo cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Kết quả, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó thì vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án với các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Trung, nguyên giám đốc Sở Y tế và là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Tiến Nhường, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC về tội đưa hối lộ. Tất cả các quyết định và lệnh này được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn và thi hành đúng theo quy định của pháp luật. Và hiện nay vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra để thu hồi triệt để tài sản nhà nước. Và tiếp theo là vụ án thứ ba, đó là khởi tố bắt tạm giam bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tránh thanh tra tỉnh. Và cũng trong tháng 1, đó là ngày 24 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an
đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm trong dự án Đại Ninh, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, và đã có 3 lãnh đạo bị bắt bao gồm Trần Đức Quận, Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định các đối tượng này đã có những hành vi nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ để làm trái quy định pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Dự án Đại Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư, có quy mô lớn nhưng tiến độ thực hiện chậm trễ và có nhiều sai phạm. Liên quan đến vụ án này, nhiều bị can khác bao gồm ông Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn Đại Ninh cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, rà soát, kê biên và phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước. Và vụ án thứ tư đó là khởi tố bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và cán bộ địa chính xã Vĩnh An, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, kể ra để thấy rằng các địa phương phải xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân là điều thực sự rất khó. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên cần phải nêu gương, người giữ cương vị cao càng phải tiên phong, gương mẫu, phải biết trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào. Dám nói, dám làm vì lợi ích chung. Nếu không gương mẫu, giữ mình, vướng vào tham nhũng tiêu cực thì còn nói được ai, xử lý được ai. Và trị thì phải trị từ gốc, từ xã đến phường, không bỏ lọt tội phạm. Vào thời điểm tháng 1 năm 2024, dù chưa lên làm Tổng Bí thư, nhưng Đại tướng Tô Lâm đã thể hiện xuất sắc và quyết liệt trong cuộc chiến chống giặc nội xâm tham nhũng. Đơn cử như sau 9 ngày ăn Tết dương lịch, các chiến dịch đốt lò vẫn rực lửa, lò nóng cho củi tươi từ cấp địa phương cũng phải trả giá vì hành vi tham nhũng vặt vãnh của mình. Vào chiều ngày 9 tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh An và Trịnh Xuân Nam, nguyên cán bộ địa chính xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất theo khoản 3, điều 320 của Bộ luật Hình sự năm 2019. Lợi dụng chức vụ của mình, hai đối tượng đã lập và ký xác nhận hồ sơ sai trái cho gần 12.000 m2 đất nông nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng. Các hành vi này diễn ra trong quá trình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, và Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Và vụ án tiếp theo đó là hiệu trưởng trường mầm non Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội, đó là Nguyễn Thị Thỏa, đã lợi dụng chức vụ để làm trái công vụ. Cụ thể, bà đã tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn, không lương nhưng vẫn chỉ đạo kế toán chấm công, lập bảng lương và chi trả lương như đi làm bình thường. Sau đó, bà yêu cầu các giáo viên, nhân viên này chuyển lại tiền cho nhà trường để chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 650 triệu đồng. Ngày 19 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Phú Xuyên đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Thỏa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý. Vâng, có thể thấy chỉ trong vòng tháng 1 năm 2024 đã có hàng chục vụ được phanh phui và phát hiện ở các cấp cơ sở và địa phương. Đây chỉ là 5 trên rất nhiều các vụ án khác liên quan đến tham nhũng. Nhiều địa phương phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn, trong đó có cả nguyên bí thư, chủ tịch tỉnh. Số vụ án tham nhũng được phát hiện, khởi tố mới tăng cao. Số vụ án nghiêm trọng, phức tạp mà cán bộ cả đương chức và nghỉ hưu bị phát hiện, xử lý nhiều hơn. Vâng, phòng chống tham nhũng hiện nay đã trở thành xu thế không làm không được, đã được dư luận và nhân dân đồng tình. Tất cả đều có công sức và định hướng rõ ràng từ chính Đại tướng Tô Lâm. Để không còn nơi nào không làm hoặc làm không đến nơi đến chốn, thì phải đề xuất xử lý trách nhiệm trước hết là người đứng đầu ban chỉ đạo nơi đó, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của bộ phận cán bộ. Rất nhiều kiểu tham nhũng vặt mà người dân không thể chỉ mặt đặt tên, nhưng hễ nhắc tới thì ai cũng hiểu, cũng lắc đầu, ngao ngán bởi tham nhũng vặt đã len lỏi trong đời sống, thiên biến vạn hóa. Chỉ khi cả xã hội đồng lòng, bộ máy chính quyền kiên quyết và cơ chế chính sách hợp lý thì mới có thể giải quyết đến nơi đến chốn.
nạn tham nhũng vặt diễn ra muôn hình muôn trạng, không trừ một hành vi ti tiện nào, từ lót tay, tặng quà, đi đêm, vào cửa sau, bắt tay dưới gầm bàn, đến những hành vi trắng trợn như sử dụng của công, tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân, bớt xén chế độ của các đối tượng chính sách, bòn rút quỹ nhân đạo, từ thiện. Nếu không kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng vặt, hậu quả sẽ nguy hại hơn cả đại dịch trong xã hội. Nhưng có một điều lạ là, đối với tham nhũng vặt thì hiện nay, nhiều người dân cũng đang thực sự tiếp tay hoặc đặt lưỡi cho qua, và từ vặt trở thành tham nhũng lớn. Một ví dụ nhỏ, từ tham nhũng vặt ta mới thể thấy tác hại của nó như thế nào, đó là vụ án cục đăng kiểm. Cách đây vài năm, các tài xế có lẽ đều quen với luật bất thành văn là phải để quên 200.000 đồng trong xe khi đi đăng kiểm. Phần thưởng cho người biết quên đó là giấy tờ được xử lý nhanh, xe được vẫy tay cho đi trong vài chục phút. Ai không biết quên thường sẽ phải qua một quy trình khác, tốn kém thời gian và công sức, đến mức lần sau, chủ xe phải nhờ để quên đúng nơi và đúng lúc. Những chuyện tương tự rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, từ việc xin cho con cái học trái tuyến, xử lý nhanh vi phạm giao thông. Không ít người từng phải gãi đầu, gãi tai, dúi phong bì cho cán bộ. Đôi khi đó là chuyện chẳng đặng cho được việc, nhưng đôi khi đó là quán tính của văn hóa. Không phải cán bộ nào cũng nhận phong bì, nhưng cha ông từ xưa vẫn có câu nói, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thà cứ đưa và bị từ chối còn hơn là không đưa và nhận lại thái độ lạnh nhạt của các công chức. Hành vi này dần được bình thường hóa, như một quan chức từng khăng khăng cho rằng nhận vài 300.000 thì không thể gọi là tham nhũng. Nhiều người dân không đồng tình với quan điểm đó, nhưng thường tặc lưỡi bỏ qua. Mấy ai bỏ thời gian và công sức đi kiện tụng chỉ vì vài trăm nghìn. Mặt khác, chính người dân một phần nào đó hưởng lợi từ việc xử lý nhanh và vì thế cũng có thể coi là đồng lõa với hành vi đó. Như đại án ở cục đăng kiểm vừa qua đã cho thấy sức công phá kinh khủng của tờ 200.000 đồng trong xe. Dòng tiền không dừng lại ở anh nhân viên kiểm định trung tâm hay chi cục đăng kiểm. Từng bước một, những tờ 200.000 đồng được cắt phế rồi chuyển đến phòng kiểm định, đi từ địa phương tới trung ương, chia phần trăm rồi rơi vào túi ban lãnh đạo cao nhất của cục. Chỉ trong vòng một năm, riêng số tiền nhận hối lộ mà cục trưởng cục đăng kiểm phải chịu trách nhiệm hình sự lên đến 40 tỷ đồng, đó là theo cáo trạng. Từ tham nhũng vặt, dòng tiền nhanh chóng biến thành đại án với hơn 800 người rơi vào vòng lao lý trên cả nước. Hệ thống luật ngầm ăn chia theo ngành dọc cho thấy cái mà chúng ta nghĩ là tham nhũng vặt không hề vặt vãnh. Mỗi năm có khoảng 4,8 triệu lượt xe đăng kiểm. Tính một cách khiêm tốn thì cần 25% trong số đó để quên 200.000 đồng. Con số đó đã lên tới 240 tỷ đồng. Sai phạm phát hiện tại ngành đăng kiểm là chưa từng có, nhưng đây có lẽ không phải là nơi duy nhất xảy ra tình trạng này. Hệ quả là tham nhũng vặt tạo ra thiệt hại vô cùng lớn cho xã hội, mà trước hết là chính túi tiền của người dân. Nguồn địa tô khổng lồ từ tham nhũng còn dẫn đến các hệ lụy khác trong bối cảnh vừa đá bóng vừa thổi còi còn phổ biến ở Việt Nam. Việc xây dựng chính sách dễ bị các nhóm lợi ích thao túng để tối ưu hóa lợi nhuận cho một số người, qua đó tước đoạt lợi ích chính đáng của người dân và xã hội. Khi chúng ta nhìn vào khoản tiền mà lãnh đạo cục đăng kiểm được hưởng, sẽ không khó hiểu vì sao một chiếc xe chạy ở Việt Nam phải đăng kiểm nhiều hơn gấp 3 lần so với châu Âu hay Nhật Bản. Đây chính là một ví dụ điển hình cho hiện tượng tham nhũng chính sách. Vâng, tham nhũng vặt không chỉ nguy hại về vật chất, về lâu dài nó bình thường hóa những hành vi không bình thường. Coi tham nhũng, hối lộ là điều chấp nhận được, chỉ là đừng quá tham hoặc phải khuất mắt trông coi. Một xã hội còn đồng lõa với tham nhũng thì không thể chống tham nhũng. Khi chúng ta vẫn còn tặc lưỡi với những tờ 200.000, coi việc bớt xén một chút của công là chuyện cảm thông được, thì sẽ còn tiếp tục những đại án xếp hàng dài chờ xét xử trong cuộc phòng chống tham nhũng. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.